Quay lại với video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục là móc cái phần lá sen. Thì ở đây lá sen của mình sẽ móc như thế này. Các bạn có thể nẹp kẽm vào trong phần cái lá sen để mình vẽ theo cái kiểu mình thích cũng được. Nhưng mà ở đây cái này thì mình không có nẹp nè. Còn các bạn nẹp thì các bạn sẽ nẹp cái hàng cuối này cho mình, để cho nó cứng cáp cái phần này nha. Còn ở đây mình không có nẹp nên nó, nói chung là tại vì cái len này nó hơi cứng nên cũng nó cũng không bị xịu. Rồi bây giờ mình sẽ móc bằng cái màu xanh này luôn cái phần lá sen. Ở cái phần lá sen này các bạn sẽ móc cho mình cái màu xanh và móc bằng mũi kép hết. Các bạn tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật, móc lên cho mình là 14 mũi kép. Lên cho mình là 3 mũi bính nè. Và móc tiếp là 13 mũi kép vào trong vòng tròn. Mười ba mũi kép kéo lại thật chặt và các bạn sẽ đâm vô cái chân bính đầu tiên này cho mình đó. Thì cái dải bính này tính như một chân rồi nè. Rồi các bạn sẽ lên cho mình làm 3 mũi bính. Ở đây các bạn sẽ móc vô chân lên bính cho mình một mũi kép luôn nè. Rồi các bạn sẽ nhìn phía dưới đây, các bạn sẽ móc cho mình một mũi mặt trước của cái mũi kế tiếp, giống như dải bính rồi cái mũi kế tiếp nè, các bạn móc cho mình một mũi mặt trước ở đây, một mũi mặt trước. Rồi các bạn lại móc cho mình cái chân kế phía dưới của cái phần mình một mũi kép nè, các bạn lên cho mình hai mũi kép chung chân, thấy không? Rồi cái chân mũi kế tiếp các bạn móc cho mình một mũi mặt trước, đâm kim xuống ngoắc lên một mũi mặt trước. Tiếp tục phía cặp với cái mũi mặt trước này có một chân là các bạn móc mình hai mũi kép chung chân vô đó. Rồi bỏ chân này qua cái chân phía bên đây móc một mũi mặt trước, có tổng cộng là 7 mũi mặt trước á. Đây là cái mũi cuối cùng nè, các bạn tăng 1 2 3 4 5 6 7. Các bạn cái này là các bạn sẽ bỏ qua tại vì nó nối với phần bên đây à. Đây. Rồi bạn đâm vô cái mũi bính bên đây cho mình. Một mũi dời như thế này. Đây, mình được cái hàng thứ hai của cái phần lá rồi. Lên 3 mũi bính nè. Bây giờ cái chân lên bính các bạn không móc nữa mà các bạn sẽ móc qua cái chân kế tiếp cho mình là hai mũi kép chung chân như thế này. Rồi cái mũi ngoặt trước nè, các bạn tiếp tục vẫn móc hai mũi ngoặt trước nhưng mà các bạn móc mình hai mũi ngoặt trước luôn đó, như thế này. Rồi các bạn nhìn kỹ nè, tách cái mũi ngoặt này ra thì ở đây nó có một chân, các bạn móc một mũi kép vô chân kế tiếp, móc cho mình hai mũi kép chung chân. Rồi mũi ngoặt trước các bạn vẫn móc cho mình hai mũi chung một chân luôn nhưng mà mũi ngoặt trước nha.
Đó. Là mình làm được 2 cộng mình là tiếp tục nè. Rồi, mình móc xong cái mũi hai mũi kép ngoặc trước này á thì là kết thúc cái hàng thứ ba, các bạn móc một mũi trượt qua bên đây cho mình. Tiếp tục lên 3 mũi bính rồi móc 2 mũi kép liên tiếp cho mình ở đây. 2. Rồi ngay chỗ 2 mũi kép mặt trước nè, một mũi các bạn sẽ tăng lên thành 2 mũi cho mình. Rồi cái mũi ngoặc trước này các bạn vẫn móc ngoặc trước lên cho mình thành 2 mũi đôi luôn. Đây, nó sẽ như thế này. Rồi các bạn sẽ lật qua phía, kéo qua một bên để các bạn móc được cái mũi này, không thôi mất cái mũi này nè. Một mũi kép nè. Hai kép nè. Ba mũi kép nè. Rồi hai mũi ngoặc trước này, một mỗi chân nữa bạn tăng lên cho mình 2 mũi. Tương tự vậy các bạn móc hết cái hàng thứ tư. Đây là cái mũi ngoặc trước cuối cùng của cái hàng thứ tư. 1 2 3 4.
Đó. Thì các bạn tiếp tục tăng như vậy thôi, các bạn chỉ tăng hai cái mũi phía ngoài này cho mình thôi. Lên tiếp tục nè. Các bạn thích cái lá to thì các bạn móc sẽ to ra nha. Lá nhỏ thì móc lá nhỏ tầm cỡ thôi, không cần móc quá rộng. Này, hai cái mũi mặt trước này các bạn dẫn tăng cho mình lên thành 4 mũi. Rồi tiếp tục cái hàng kế tiếp, các bạn lên cho mình ba bính nè, vẫn móc như bình thường.
Đây, kết thúc cái hàng này thì mình sẽ thấy cái phần lá sen của mình nó cũng vừa rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái bèo hàng ngày nữa. Và ở đây các bạn sẽ kẹp vô cái phần giọng kẽm cho mình nha. Các bạn thấy bo tròn, các bạn kẹp vô cho mình. Để vào phía sau, các bạn lên cho mình ở đây là một mũi bính nè, sau đó móc vô chân đầu tiên là một mũi đơn nè, chân kế tiếp một mũi nửa kép, rồi tiếp theo là hai mũi kép nè, một nè, một mũi kép thôi, hai mũi kép chung chân, tiếp tục qua đây vẫn là hai mũi kép chung chân nè. Một kép nè, hai kép nè, ba mũi kép, mũi này các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép, rồi ngay chỗ chân mũi nổi nè các bạn móc xuống phía dưới cho mình một mũi đơn đi lên, nhớ kẹp cái phần kẽm vào. Rồi cái chân đầu tiên phía bên đây các bạn móc cho mình là một mũi nửa kép. Rồi tiếp tục một mũi kép nè, hai mũi kép nè, ba mũi kép nè,